Kìa mập ông tu 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 tu, kìa mập ông tu 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 tu, kìa mập ông tu 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 tu, rất rất vui. Mình cùng đi sang tu 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 tu, thật là thích tu 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 tu. Mình cùng đi sang tu 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 tu, ta tới đây. Thật là thích tu 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 tu, thật là thích tu 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 tu. Ở cạnh nhau tu 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 tu, rất rất vui. Mình cùng chơi tu 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 tu, thật là vui tu 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 tu. Mình cùng chơi tu 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 tu, thích quá đi. Câu bông. Mình hãy ăn nào. Yummy yummy yum yum, kem mát lạnh. Còn hãy mau lại đây nào bé yêu à. Mình cùng ăn kem thật vui lắm. Chúng ta hãy chẳng chỉ kem này thôi. Nhìn lại anh thêm kem vào nữa nhé. Siro đây sẽ thơm ngon hơn. Cuối cùng mình đặt cherry. Kem rất ngon này, kem rất ngon, mình hãy ăn nào. Cầu vồng kem em rất thích này. Em có thật nhiều kem màu sắc xinh đẹp. Yummy yummy yum yum yum, kem mát lạnh. Ta rất thích món kem ngon đây. Ngọt và thơm mát cùng nhiều màu sắc. Chúng ta có thể tự làm những cây kem cầu vồng. Còn hãy mau nhìn xem trái cây rất ngon này. Mình cùng làm kem ngay nhé con à. Chọn trái cây thật ngon nhé rồi dùng máy xay này. Làm thật nhiều vì kem ngon sẽ rất tuyệt. Dâu tây đây có màu gì? Màu đỏ. Quả xoài có màu gì? Màu vàng. Quất ngọt thì sao? Màu xanh dương. Nhưng chúng ta sẽ làm kem bằng trái cây như thế nào ạ? Câu hỏi rất thú vị con yêu. Chúng ta hãy cùng nhau làm nhé. Dâu tây. Màu đỏ. Quả xoài. Màu vàng. Kiwi. Màu xanh lá. Việt quất. Màu xanh dương. Giờ đến lượt các con. Dâu tây màu đỏ, quả xoài màu vàng, kiwi màu xanh lá, việt quất màu xanh dương. Giờ chúng ta sẽ cho kem vào ngăn đá và đợi nhé. Kem rất ngon này, kem rất ngon, mình hãy cầu vồng mình thật thích. Yummy yummy yum. Kem rất ngon này, kem rất ngon, mình hãy ăn nào. Yummy yummy yum yum yum, kem mát lạnh. Yeah. Thích lắm những chiếc kem cầu vồng. Bọn mình cùng ăn kem thật ngon quá. Thích lắm những chiếc kem cầu vồng. Kem ngon làm từ nhiều loại trái cây. Cùng được không? Ta có rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Vui, rất vui ta cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Cùng ăn.
yêu, hãy nhắm mắt, con ta xem đây là gì nhé, vị như thế nào? Món này có vị mặn. Đây món phô mai mặn phải không? Thật là thơm, thật là thơm. Con thích phô mai mặn này lắm. Yum 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 yum. Con đã xem đây là gì nhé? Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Yêu, món này có vị chua. Đây chính là vị quả kiwi. Quả kiwi, quả kiwi. Kiwi rất ngon, có vị chua chua. Yum, 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 yum. Con đã xem đây là gì nhé? Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Ngon quá, có vị ngọt. Đây bánh quy thơm ngọt mẹ ơi. Thật là ngon, thật là ngon. Con thích bánh quy này mẹ ơi. Yum 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 yum. Anh đã xem đây là gì nhé? Nào anh yêu, hãy nhắm mắt. Anh đã xem đây là gì nhé? Vị như thế nào? Ôi không, vị của nó rất đắng. Anh thấy chua chua và thấy đắng. Là quả cam, là quả cam. Cam rất ngon, hãy cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Ta có rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Vui, rất vui, ta cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Ta có rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Vui, rất vui, ta cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Nếu con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi chơi thì sau đó ta rửa trôi vi trùng. Trước khi ta ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi chơi thì sau đó ta rửa trôi vi trùng. Trước khi ta ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Nếu con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi bên ngoài phải rửa cho sạch đi vi trùng. Nếu chúng ta đi chơi bên ngoài phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi bên ngoài phải rửa cho sạch đi vi trùng. Nếu chúng ta đi chơi bên ngoài phải rửa tay, rửa tay. Nếu con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ lắm đó mà, phải rửa tay sạch đi vì trùng. Xì mùi ta, ta phải rửa tay sạch tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ tay ta, ta
ba muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Ba về tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa tay. Ba về tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa tay. Ba về tranh hoan hô đẹp nhớ rửa tay cho trôi vì trùng. Nếu về tranh chưa có quên phải rửa tay, rửa tay. Ba về tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa tay. Ba về tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa tay. Ba về tranh hoan hô đẹp nhớ rửa tay cho trôi vì trùng. Nếu về tranh chưa có quên phải rửa tay, rửa tay. Mẹ, mẹ, rửa tay. Đến giờ mở quà rồi. Mình cùng nhau đoán nào, trong hộp này có thứ gì? Nói thật to. Trong hộp này có thứ gì? Nói thật dài. Trong hộp này là gì đây? Nào mình cùng xem nhé. Bên trong có gì? Một thanh sô cô la. Trong hộp này là gì đây? Nào mình cùng xem nhé. Bên trong có gì? Đó là quả bóng. Yeah. Mình cùng nhau đoán nào, trong hộp này có thứ gì? Nó nhỏ bé. Trong hộp này có thứ gì? Nó hình vuông. Trong hộp này là gì? Về những cảm xúc nhé con yêu. Tức giận. Tức giận. Làm mặt không vui khi mình bực tức. Làm mặt không vui khi mình bực nhé. Rồi khi con thấy rất bực tức và muốn nói cho cả thế giới thì hãy quay lưng lại nha con. Vui vẻ. Vui vẻ. Nào con, yêu khi ta vui hãy nhảy thật cao. Nào con, yêu khi ta vui hãy nhảy thật cao. Rồi khi con thấy rất hạnh phúc và muốn nói cho cả thế giới, con ơi ta hãy luôn cười thật to. Ngại ngùng. Ngại ngùng. Nào con, yêu khi ta ngại ngùng mình đi trốn. Nào con, yêu khi ta ngại ngùng mình đi trốn. Rồi khi con thấy ngại ngùng quá và muốn nói cho cả thế giới thì hãy nhớ che mặt nghe con. Aha. Đây là Mia. Mia, nói chào bạn nào. Buồn. Buồn. Nào con yêu hãy cứ khóc khi mình buồn nhé. Nào con yêu hãy cứ khóc khi mình buồn nhé. Rồi khi con thấy rất buồn bã và muốn nói cho cả thế giới, hãy khóc to lên nào con yêu. Giận dữ. Giận dữ. Nào con yêu khi ta tức giận mình giậm chân.
Nào con, nhiều khi ta tức giận mình dẫm chân, rồi khi con thấy rất giận dữ và muốn nói cho cả thế giới dẫm chân ngay thôi nào con yêu. John, chúng ta phải chia sẻ đồ chơi và chơi cùng các bạn chứ. Sợ hãi. Sợ hãi. Nào con yêu hãy kêu to khi mình sợ hãi. Nào con yêu hãy kêu to khi mình sợ hãi. Rồi khi con thấy rất sợ hãi và muốn nói cho cả thế giới, hãy nhớ kêu to lên nào con yêu. Hào hứng. Hào hứng. Cùng đập tay khi ta thật hào hứng. Cùng đập tay khi ta thật hào hứng. Rồi khi con thấy rất hào hứng và muốn nói cho cả thế giới, đập tay ngay thôi nào con yêu. Buồn ngủ. Mai đang buồn ngủ này. Wow, chuyến đi này thật tuyệt vời. Chúng ta đang ở trên cao. Ngồi yên nha. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn, bánh lăn tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Đi khám phá nào bạn ơi. Có ai muốn ăn kem không nào? Chào ạ. Nhìn này một em bé cá mập đang uống sữa kìa, uống sữa kìa. Nhìn này một em bé cá mập trông rất thú vị bạn ơi. Cẩn thận. Đèn trên xe đang nhấp nháy liên hồi, bling bling bling, bling bling bling. Đèn trên xe đang nhấp nháy liên hồi, rất thú vị bạn ơi. Tạm biệt. Không sao đâu.
bạn đến với hội chợ rau xanh. Các bạn có thể ăn thử tất cả các loại rau ngon. Này các con, những quả cà chua đỏ và ngon cho gia đình bạn. Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Cà chua trông thật là tươi ngon đây, ăn ngay thôi, ngon lắm nhé. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, cà chua rất tốt con à. Mọng nước. Yum yum, cà chua thật ngon. Oh. Đi theo mẹ nào. Ăn thử cà rốt tươi ngon của chúng tôi nào. Ăn thử súp lơ. Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Súp lơ thật là thơm ngon đây, ăn ngay thôi, ba rất thích. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, súp lơ rất tốt con à. Đến đây các bạn sẽ thích điều này đấy. Yeah, đi nào. Hãy xem này đậu ngon lắm nhé, yum yum yum, yum yum yum. Hãy xem này đậu ngon lắm nhé, bạn ơi có thích không nào? Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều loại rau xanh tươi để ta sẽ có sức khỏe. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn. Bingo rất thích tắm. Bingo rất thích được đi tắm. Thật là vui. Nhìn này con, Bingo rất thích được đi tắm. Mẹ yêu có thích không nào? Con muốn đi tắm cùng Bingo. Thật là vui, thật là thích. Con muốn đi tắm cùng Bingo. Hey ho, hey ho, hey ho. Hehehe
không? Lại nữa ư? Hãy chọn những gì con muốn con yêu. Nào con yêu, chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Vâng ạ. Nào con yêu ơi, các con sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Có biết bao nhiêu những món quà. Cùng yêu cho rất vui, hãy chơi nào, để giành lấy những phần quà kia. Vâng ạ. Bạn có muốn thử ném phi tiêu không? Tuyệt! Bạn sẽ nhận được quà. Yeah! Nào con yêu, chúng ta hãy ngồi vòng quay. Hãy tìm một trò chơi mới nào. Ngồi lên xe, chúng ta cùng nhau đua. Đi thôi. Nào cùng xem ai sẽ chiến thắng bạn ơi. Được thôi. Chúng ta hãy mau sẵn sàng, rồi mình tiến lên rất nhanh này. Cả nhà chúng ta cùng chơi thôi. Rất tuyệt. Hãy bắn vào những chú vịt, xem bạn có may mắn không nào. Ba bắn đây. Xem ba giỏi chưa này. Không đâu, con bé là giỏi nhất. Hoa cờ về chung. Cả nhà ta hãy mau lên đoàn tàu thôi. Hãy hát ca vang lên nào. Đoàn tàu tiến nhanh rất vui này. Thật hạnh phúc khi ở bên nhau. Chú chú. Giỏi lắm, đây là phần thưởng của anh. Yeah! Thật là vui, chúng ta chơi cầu trượt thôi. Vâng ạ. Đừng lo nhé con, đã có ba ở bên. Vâng ạ. Chúng ta mau chơi các con à. Trượt cầu trượt rất vui. Thật là tuyệt vì chúng ta ở bên nhau. Đừng khóc.
bóc nhẹ, ba sẽ dùng chút kem bôi vào. Con à đừng khóc nhẹ, vết thương kia sẽ nhanh khỏi mà. Nước mắt này đi ngay nào, hôm nay mình muốn chơi đùa. Nước mắt này đi ngay nào, chúng ta muốn được vui cả ngày. Các con có mệt không nào? Không ạ. À. Không ạ. À. Bạn con rất thích. Nhảy qua nào. Nước mắt này đi ngay nào, hôm nay mình muốn chơi đùa. Nước mắt này đi ngay nào, chúng ta muốn được vui cả ngày. Con à đừng khóc nhẹ, đã có mẹ giúp con đây rồi. Con à đừng khóc nhẹ, vết thương kia sẽ nhanh khỏi mà. Nước mắt này đi ngay nào, hôm nay mình muốn chơi đùa. Nước mắt này đi ngay nào, chúng ta muốn được vui cả ngày. Chúng ta gần đến nơi rồi các con ơi. Rất tuyệt, mình cùng học bơi rất vui này. Hãy sẵn sàng, con yêu. Ta xuống nước nào, ta học bơi. Bạn nhỏ à,
hãy xuống nước nào, cho hai chân đung đưa thế này, rồi bạn đạp chân giống như mình, tập bơi vui thật là vui. Như thế này ta đạp chân. Giờ mình nhảy xuống nước nào, không sao đâu đã có ba rồi, đừng sợ mà hãy cố lên nào, tập bơi vui thật là vui. Rất dũng cảm ta học bơi. Giờ mình cùng đeo kính bơi nào, lặn xuống nước nhé. Như thế này mình tập thở dưới nước thôi nào, tập bơi vui thật là vui. Bong bong thật tuyệt, ta học bơi. Mình thả lòng người nhé con à, khi ta bơi sẽ không bị chìm, đừng sợ mà hãy cố lên nào, tập bơi vui thật là vui. Rất dũng cảm ta học bơi. Mình tập đạp chân đúng cách nào, hãy cố gắng con yêu à, đều thật đều con sẽ quen dần, tập bơi vui thật là vui. Đạp chân đều ta học bơi. Ồ, nhìn bạn cá bơi này, con rất muốn giống như bạn, tập luyện nhiều con sẽ giống bạn, hãy cố lên nào con yêu. Vui, rất vui, ta học bơi. Giờ mình học cách tin thở làm theo cô, như thế này đừng sợ mà hãy cố lên nào, tập bơi vui thật là vui. Cùng nín thở ta học bơi. Nhìn mình bơi rất vui này, bơi xung quanh với ba giật thật, giờ mình sẽ cố gắng học để bơi thật giỏi như ba. Bơi thích thật, ta học bơi. Trượt cầu trượt sẽ rất thú vị, không sao đâu bé yêu à, đừng sợ mà hãy cố lên nào, học bơi vui thật là vui. Con rất tuyệt, ta học bơi. Bé John đừng chạy, đợi ba nào. Ta hay đi chơi cùng nhau thôi, ở trung tâm thương mại thật thích, kem rất ngon, xem kìa ba ơi, hay hầu, hay hầu, hay hầu. Mẹ đang ở đâu thế mẹ yêu ơi, mẹ ở đâu, mẹ ở đâu. Em bé ngoan ơi, mẹ ở đây có kem ngon cho con này. Cây kem vui vẻ này anh bạn nhỏ. Đừng sợ, con hãy lái xe ngựa nhỏ này nhé. Em bé ngoan ơi, chị ở đây, chúng ta hãy mau ăn kẹo.
ta đi lên tầng. Bé John ơi, con đừng sợ, con chỉ cần nắm tay mẹ và làm theo như thế này nhé. Con làm tốt lắm. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi, ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu đồ chơi hay. Hay ho, hay ho, hay ho. Bà yêu có con đang ở đâu thế? Này bà ơi, này bà ơi. Em bé ngoan bà ở đây nhé, chúng ta hãy hòa chàng nào. Nhìn ba có gì này bé John? Ba ở đây. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi, ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu là trò chơi. Hay ho, hay ho, hay ho. Ôi các con đang ở đâu thế? Này con ơi, này con ơi. Ba chúng con đang ở trong đây. Hay ho, hay ho, hay ho. Bạn nhỏ, hôm nay con có muốn làm việc cùng ba không? Yay! Làm việc cùng ba, ôi thích quá đi. Mình và ba là tuyệt nhất đây, xem này. Nhìn kìa ba sửa chữa lạ thứ. Đi làm với ba rất tuyệt. Sửa xe, xâm 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 xâm. Sửa xe, xum 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 xum. Nào mình hãy sửa xe với nhau, đã xong rồi. Sửa xe, xum 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 xum. Chúng ta làm được rồi. Giờ xem bên trong này thế nào nhé. Sửa xe với nhau, nó đây rồi. Sửa xe, vroom 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 vroom. Đúng rồi. Thật là tuyệt. Giờ mình kiểm tra cần gạt mưa nhé. Oh, ở đây báo hết rồi này. Mình phải xử lý thôi. Làm việc cùng ba, ôi thích quá. Squeeze, 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 squeeze. Sửa cần gạt nước. Squeeze, 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 squeeze. Nào mình hãy sửa xe với nhau, đã xong rồi. Sửa cần gạt nước. Squeeze, 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 squeeze. Oh, đợi đã. Cùng sửa nhá. Làm việc cùng ba, ôi thích quá đi. Mình và ba là tuyệt nhất đây, xem này. Nhìn kìa ba sửa chữa mọi thứ. Đi làm với ba rất tuyệt. Sửa đèn xe, bling 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 bling. Sửa đèn xe, bling 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 bling.
sửa xe với nhau. Nó đầy rồi. Sửa đèn xe. Bling 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 bling. Làm việc cùng nhau. Ôi thích quá đi. Mình và ba làm từng nhất đây dịp này. Nhìn kìa ba sửa chữa. Ô tô kìa. Đi làm với ba rất tuyệt. Nhìn kìa bé John, đó là cảnh sát và lính cứu hỏa thật đấy. Khi lớn lên, con muốn trở thành gì nào? Xin chào mọi người. Chào bạn nhỏ. Chào người bạn nhỏ, bạn có muốn biết cảnh sát tôi đây sẽ có những nhiệm vụ gì? Bảo vệ trật tự ở trên những con phố. Bé yêu có muốn giống như cảnh sát không nào? Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Lại đây với cô, bé John. Cô sẽ cho cháu xem những thứ thú vị nhé. Chào người bạn nhỏ, bạn có muốn biết người lính chữa cháy tôi đây sẽ có những nhiệm vụ gì? Bảo vệ mọi người khi có đám cháy. Bé yêu có muốn giống như lính chữa cháy không nào? Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Thấy chưa? Trở thành lính chữa cháy cháu sẽ rất là ngầu. À, bé John, cháu thấy bộ đồng phục của chú có đẹp không nào? Này người bạn nhỏ, bạn có muốn biết cảnh sát tôi đây sẽ có những dụng cụ gì? Coi cùng bộ đàm và dùi cui nữa nhé. Có chú cho nghiệp vụ sẽ luôn đi bên cạnh. Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Cháu nghiệp vụ. Bây giờ hãy xem đồng phục chữa cháy của cô nhé. Này người bạn nhỏ, bạn có muốn biết lính chữa cháy tôi đây sẽ có những dụng cụ gì? Còi đèn và dìu, bình oxy cùng bộ đàm. Có chú cho nghiệp vụ sẽ luôn đi bên cạnh. Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Cháu thấy thế nào, bé John? Bây giờ chú sẽ cho cháu xem điều này. Cháu sẽ rất thích đấy. Nhìn này bạn nhỏ, bạn có muốn biết hãy xem cảnh sát sẽ có những gì? Nào mình cùng nhấn nút nhé. Tiếng còi báo động vang lên bé yêu xem này. Giờ cô sẽ cho cháu xem thứ khác tuyệt hơn nhé. Nhìn này bạn nhỏ, vòi phun nước đây cùng với chiếc thang ở trên xe bé yêu xem này. Nào mình cùng nhấn nút nhé. Tiếng còi báo động vang lên đi chữa cháy nào. Khẩn cấp. Đi làm việc thôi. Xin lỗi nhé bé John, có nhiệm vụ khẩn cấp, cô chú phải đi đây. Tạm biệt. Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Vậy, con muốn trở thành ai nào? Con muốn làm cả hai. Phi hành gia Jin và bé John, hai đồng chí đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ, thưa đội trưởng. Hãy nhìn kia, là trung tâm vũ trụ. Thật tuyệt. Con rất muốn đi du hành vũ trụ, muốn trở thành một phi hành gia. Phi hành gia. Nhanh chúng ta thay quần áo thôi, rồi mình cùng lái.
thành nhiệm vụ xuất sắc. Các con là những phi hành gia giỏi nhất. Các bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa? Chúng ta hãy cùng đi qua hầm phi thuyền nhé. Tuyệt! Yeah! Hãy cùng đi khám phá ở bên trong. Sẽ thật vui khi chơi cùng bên nhau. Chúng mình là những phi hành gia đây. Cùng nhau ta đi, cùng nhau khám phá nào. Con yêu, hãy đi chậm lại. Các phi hành gia chờ chúng tôi với. Con rất thích du hành vũ trụ, muốn trở thành những phi hành gia. Nhiệm vụ tiếp theo nhé các phi hành gia tí hon. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Sao rồi? Bỗng rất khó chịu. Mẹ ơi, hãy giúp con.
là đêm trước lễ Giáng sinh, khi mà tất cả đều chìm vào yên lặng, bé John đang yên giấc trong chiếc nôi nhỏ của mình. Cho đến khi cậu bé nghe thấy tiếng chuông nhỏ và chạy ngay ra khỏi phòng. Liệu đó có phải là ông già Noel không? Chuông reo lên ngân vang khắp mọi con phố. Đêm Noel hát vang câu ca chúc Giáng sinh luôn bình an. Hey, chuông reo lên ngân vang khắp mọi con phố. Đêm Noel hát vang câu ca chúc Giáng sinh an lành. Mang tới bao niềm vui, toàn lộc kia có mùi đỏ, chờ đợi kéo chiếc xe trượt. Giờ hãy sẵn sàng lên xe, ta sẽ đi phát những món quà. Chuông reo lên ngân vang khắp mọi con phố. Đêm Noel hát vang câu ca chúc Giáng sinh luôn bình an. Hey, chuông reo lên ngân vang khắp mọi con phố. Đêm Noel hát vang câu ca chúc Giáng sinh an lành. Đêm Noel hát vang Giáng sinh, tất cả điều ước của bé John đã trở thành hiện thực. Và ông già Noel đã bay đi rồi. Chúc tất cả các bạn Giáng sinh an lành.